Con chào bà. Ờ. Bà xong quán xong xuôi rồi hả? Xong xuôi hết cả rồi, phát đạt lắm. Có bà giàu, có cả anh Đông dẫn khách đến, được mắt nước mũi là cứ chứa tràn ra ấy. Mở hàng mà nhiều nước như thế à, có lộc lắm đấy. Tao bảo mày trong quán đừng để ai vào rồi mày đi đâu hả? Thế em đi mua bóng đèn, chính chị là người chê quán tối om xong rồi bắt em thay mấy cái bóng còn gì nữa. Mà mua xong em có dám về luôn đâu. Sợ về thành sông quán chị chửi em chết. Đành ngồi ở chợ đá cốc chè đỗ đen. Nhưng mà làm sao đấy ạ? Anh Đông của mày xông quán cho tao rồi kìa. Mày thật làm ăn gì nữa? Hóa ai? Anh Đông xông quán mình à? Vâng, quý hóa chưa? Đã đến xông quán dẫn gái đến khóc lóc ỉ ôi ra. Tao mà làm ăn thua lỗ quả này thì mày chết với tao nhá. Đã chia tay người yêu à? Sao tao biết? Chị xử lý em quả này nhá, không ông ấy bắt em giải quyết được quả của ông ấy. Thế nhá. Đây lấy gì? Cam này rẻ lắm, 20.000 ba cân. Cháu lấy mấy cân? Cháu mua làm hàng thôi, không cần quả to với đẹp. 15.000 ba cân nhá. Mới sáng ra, đi. Cháu chả thấy có mà chết cô à? Thôi 18.000, cháu lấy gì lấy? Cho cháu hai cái bánh giò ạ. Rồi bóc cổ cháu luôn ạ. Tiếp đi. Lúc đấy nha, mặt anh Phúc ấy chẳng ngắn tũn ra rồi. Tận 5 củ chứ có ít đâu. Xong, anh Đông đến nha. Như nào? Anh Đông oai lắm. Tiền đây, trả thằng em đây. Ấy, ngầu chưa, ngầu chưa? Này, này, này. Mua quả đi em. Hai đứa nói gì đấy? Tôi nói gì đâu. Có gì đâu ạ. Chị ơi, em gửi tiền bánh hai đứa nhá. Thôi chị, thôi. Chị đừng trả, chị đừng. Kể chị nghe sao nào. Đâu, em đâu biết gì đâu ạ. Chị nghe. Em không biết gì thật mà, bảo em là em không biết gì thật mà. Nói. Em nói. Anh Đông trả tiền cá độ anh Phúc ạ. Cá độ gì? Anh Phúc lấy con Sơn Ca đi trọi gà, thua cược nên là mất 5 triệu ạ. Mày đã em cả. Em lỗi rồi mà. Mày đã cả đi. Chị ơi, em biết. Sao? Em biết lỗi rồi mà, em xin lỗi. Mày, nào. Mày quay tao đuôi mày cả đời luôn. Mày bớt con bánh nó. Mày đưa nhà đây. Chị định làm gì tôi, em xin chị đây. Nào. Dương nhà mày đây. Chị định làm gì à? Hôm nay tao sẽ giết chết con gà đấy mày thấy. Đây, đây, đây. Chị, em xin chị. Bây giờ con Sơn Ca làm sao? Anh Đồng giết em chết mất. Tao không giết nó. Để mày đi đá gà ăn tiền à hả? Được. Ôi, ê, điên nào. Buông ra, bỏ ra con điên. Bỏ ngay ra. Hôm nay con gà này đừng hòng sống sót ở đây. Chị, bây giờ chị muốn em làm gì cũng được. Thế là đừng làm hại Sơn Ca. Phúc, dạ? Mày lui ra. Để xem nó làm gì. Nào. Mày đang bị điên. Mày giết thật đây. Con gà này có giá 130 triệu. Có giỏi ấy, làm dụng một cọng lông của nó đi. Xem nào. Anh Đông nói thật đấy ạ. Con Sơn Ca trông nó thế này thôi. Nó chưa được huấn luyện gì mà đã đánh đâu thắng đấy rồi đấy ạ. Tháng trước có người trả cho anh Đông 130 củ. Anh Đông còn không chịu ạ. Đâu nó, đưa đây. Tơ. Đưa cho anh cũng được. Nhưng mai phải ra kèo tôi trước đã. Có gì thì nói luôn đi. Sơn Ca mà làm sao ấy là cô mệt với tôi đấy. Ui, anh Trương. Ui, sao không em? Ui. Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy của nợ xuất hiện nhà tôi. Trước giờ là tôi không thích anh giao dung thằng Phúc. Chỉ nghĩ đơn giản lêu hêu mất thời gian thôi. Còn bây giờ sao? Thằng em bê gà thằng anh đá, thằng anh đưa tiền. Tốt nhất là anh cùng con gà của anh tránh xa thằng em tôi ra. Còn nếu không thì tôi báo công an đấy. Thạch. Thạch được cả đấy. Ôi, thôi được rồi. Không trách nữa, được chưa? Ok chưa? Bớt nóng đi. Thằng Phúc. Dạ. Từ nay về sau, tao cấm mày lại gần Sơn Ca của tao đấy. Nghe chưa? Còn đứa nữa, cút!
Ơi, con người điên nó cầm dao nó định dọa giết em tôi không mọi người ơi. Ơi, ơi. Hả? Con điên này định giết cả của em này. Lêu lêu. Em lên học ạ. Có chuyện gì ạ? Thằng Phúc nhà mày nó đi xe máy gây tai nạn cho con bé con nhà thằng Trường ngoài cổng chợ kia kìa. Đang cấp cứu ở trạm xá. Thằng Phúc nhà cháu á? Ừ. Xong rồi bác sĩ. Dạ em cảm ơn bác sĩ ạ. Mẹ bế con nhá. Xong rồi. Nào. Ôi không sao rồi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ em chào bác sĩ ạ. Cố lên nhá. Cháu nó có làm sao không anh? Cũng may, bác sĩ bảo chỉ bị phần mềm thôi. Nhưng dù sao, thì đây cũng là lỗi của thằng em anh. Thay mặt cho gia đình, được xin lỗi em và cháu. Vâng, may là cháu nó không sao. Lần sau anh đi đứng phải cẩn thận đấy. Cho em xin lỗi chị và cháu ạ. Là do em chẳng may nên quyệt phải ạ. Dạ thôi không cần đâu. Có một chút gọi là... Không cần đâu anh, cháu nó cũng không bị nặng ấy. Em cứ cầm lấy. Ừ, vậy em cảm ơn ạ. Vậy hai mẹ con mình về nhá. Phúc ơi chị ơi. Phúc nhà em va vào bé chị ạ? Dạ đúng rồi ạ. Ôi em xin lỗi, không biết cháu bị làm sao ạ? Dạ không sao cô, anh trai của Phúc cũng đã bồi dưỡng cho bé rồi. Anh trai Phúc ạ? Ừ, dạ đúng rồi. À, nhà mình mặt tâm hóa chợ ạ? Có gì tối em xin phép qua thăm cháu ạ? Dạ cảm ơn cô. Vâng, anh xin phép. Quý vị sao không? Không sao ạ. Không sao thật không? Thật ạ. Cái thằng ăn hại này. Sao lại tao lo lắng? Mày đi kiểu gì? Đi kiểu gì vào người ta? Tao... Chỗ đấy đường khuất em không nhìn thấy. Thôi đi. Lại phóng mèo vèo chứ gì. Tao biết ngay mà. Giao cho mày cái xe không thể nào mà an tâm được. Từ nay dẹp, không xe cộ gì hết. Em có làm gì sai đâu. Chỗ đấy... Im đi khỏi cái. Thì ít nhất chị phải nghe em nói đã chứ. Đúng hay sai như vậy. Chuyện không may thôi. Nó cũng có muốn như vậy đâu. Cũng may ấy, là giải quyết xong cả rồi. Không có ai bị làm sao cả. Thôi, đừng có mắng nó nữa. Anh không phải can thiệp vào chuyện tôi dạy em thôi. Mà tại sao anh lại ở đấy? Hay anh đi cùng nó? À, hóa ra lại trốn học đi đá gà ăn tiền nên mới xảy ra chuyện như gì? Chứ không thì dễ gì anh rút tiền ra bồi thường cho người ta để người ta im lặng, không kiếm chuyện nữa. Chuyện này chả liên quan gì anh Đông cả. Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Huyền này, chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Cô ăn nói linh tinh, không kiêng nể từ người trẻ cho tới người già. Có ngày vợ alo lúc nào cũng hay đâu. Mọi chuyện rõ rành rành còn gì. Chỉ đi với anh ấy thì nó mới xảy ra chuyện thôi. Anh tính hại đến bao giờ nữa? Tôi nói với anh rồi, nhà tôi không có điều kiện kinh tế nhà anh để nuôi con hầu cháu đến già. Thế nên anh tránh xa ra để nó học hành đàng hoàng đi. Chơi với nhau để mọi thứ trở nên tốt đẹp, còn không nên dẹp, đừng chơi nhau nữa. Chị đừng nói anh Đông như thế. Em là người gọi anh Đông đến cứu. Và anh Đông cũng là người chủ động đưa tiền bồi thường cho người ta. Nếu không có anh Đông ấy thì bây giờ em lên đồn công an rồi. Thế tại sao mày không gọi chị? Bởi vì chị lúc nào cũng sồn sồn lên ý. Chị có nghe em đâu. Chị thử nghĩ xem, từ lúc chị đến đây này, chị hỏi em được đúng một câu, xong rồi chị chửi em là thằng ăn hại, thằng ngu. Anh Đông anh ấy giúp em, chị chả cảm ơn anh ấy thì thôi. Chị quỳ chụp vu oan cho anh ấy thế. Bảo sao em không muốn gọi chị. Từ nay trở đi em không muốn kể với chị bất cứ việc gì hết ý. Phúc, mày đâu?
Phúc nói thật à? Là nó gọi anh tới giúp. Thật thì sao? Mà không thật thì cô định làm gì tôi? Tôi bắt đầu thấy thương trong Phúc vì có một người chị như cô rồi đấy.